quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 12 tháng 6 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng, gió nhẹ. Phía Nam trời quang mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.